Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một cái vấn đề cũng khá là cấp thiết với tất cả mọi người. Nhất là mùa hè năm nay thì nóng lạnh nó không ổn định, cũng như là mưa nhiều. Có rất nhiều anh chị em cá nó phát sinh bệnh, cũng như là nó bị mắc quá nhiều những cái vấn đề. Thì vấn đề quan trọng ở đây đó là cái nhiệt độ thích hợp cho cá koi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh là bao nhiêu, và là khi xảy ra vấn đề thì mình sẽ xử lý như thế nào. Thì hôm nay chúng ta bàn. Thực ra thì ngoài các chỉ số chuẩn về pH cũng như là mức độ oxy hòa tan trong nước thì nhiệt độ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cá koi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn kỹ hơn là nhiệt độ thích hợp cho cá koi phát triển nhất là bao nhiêu. Thì theo cái thống kê cũng như là nghiên cứu và cũng như chia sẻ từ những người đi trước, thì nhiệt độ sống của cá koi phù hợp nhất là trong khoảng từ 20 độ tới 27 độ, và lý tưởng nhất là nhiệt độ 25 độ C. Thì ở cái nhiệt độ này thì hệ miễn dịch cũng như là quá trình chuyển hóa trong cơ thể của cá nó được tốt nhất, và nhờ vậy thì cá nó khỏe mạnh, phòng tránh được bệnh tật. Ngoài ra nhiệt độ này thì nó cũng giúp cho cái màu sắc của cá nó được tươi và rực rỡ hơn. Nhất là anh chị em cho ăn cám chuẩn đi và cám tăng màu đi, thì cái màu sắc của cá nó cũng là lý tưởng và đẹp nhất. Cá koi thì chịu được lạnh ở bao nhiêu độ, nhiệt độ thấp có ảnh hưởng như thế nào tới cá koi? Thì vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nhiệt độ lạnh trước anh chị em nhé. Thì cá koi thì có rất nhiều người người nói là nó không giỏi chịu lạnh, nhưng mà thực ra thì ở với những cái nước như là Nhật Bản cũng như ở bên châu Âu người ta nuôi ấy, thì cá koi nó chịu được lạnh rất là tốt. Nó có thể chịu được lạnh khi mà có cả băng đóng ở trên mặt hồ, ở bên dưới nó vẫn bơi bình thường. Cái mà người ta nói là cá koi không chịu được lạnh ở cái chỗ đó là khi mà nhiệt độ lạnh xuống thấp thì cái hệ tiêu hóa cũng như hệ miễn dịch, sức đề kháng của cá koi nó giảm đi mà thôi. Thế nên anh chị em cũng không cần lo lắng về cái chuyện là cá koi nó có chịu được lạnh hay không. Đấy. Thì ở đây có vấn đề là khi nhiệt độ giảm xuống 19 độ C hoặc là tệ nhất là 12 độ C thì như đã nói là thì hệ miễn dịch của cá nó dễ suy yếu, do lúc này cơ thể của cá nó không đủ khả năng để sản xuất ra kháng thể. Đấy. Và đây cũng là thời điểm mà dễ mắc bệnh nhất nếu người nuôi nếu anh chị em nuôi mà không biết cách chăm sóc. Ví dụ như thế này, trời lạnh mà chúng ta lại đi vẫn cho cá ăn bình thường như những cái ngày bình thường thì cái hệ tiêu hóa của cá nó đã dừng hoạt động rồi. Thì nó tiếp thu thức ăn, và bình thường với cái nhiệt độ thông thường thì cứ 4 tiếng một lần thì hệ tiêu hóa của cá koi nó hoạt động, nó tiêu hóa hết thức ăn. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống dưới 12 độ thì hệ tiêu hóa nó không hoạt động, tức là cám nó vẫn còn trong cơ thể của cá. Mà hơn thế nữa là cá koi nó không có dạ dày, nó chỉ có một cái đường ruột thôi. Thế nên là khi mà cám nó không được tiêu hóa mà anh chị cho ăn những cái bữa vẫn như ngày thông thường thì nó sẽ tích vào. Và khi tích vào thì nó làm căng cái hệ ruột đấy lên, và căng hệ ruột thì nó chèn ép tới các bộ phận khác trong cơ thể, dẫn tới xuất huyết trong cơ thể. Mà hơn thế nữa thì lúc này kháng thể không được sản xuất ra rồi thì những cái xuất huyết đấy nó gây ra tổn thương và nó bị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Thế nên là cá nó rất dễ bị mắc bệnh là như vậy. Thế thì có vài điều những anh chị em cần chú ý khi nhiệt độ xuống thấp như sau. Thứ nhất đó là lắp cây sưởi hồ cá koi. Thực tế ra thì anh chị nuôi hồ thì thường là nuôi koi thì hồ nó phải tầm khoảng độ 1 khối trở lên, trừ các anh chị nuôi hồ nhỏ của cá mini. Thế thì nếu như mà muốn lắp đặt cây sưởi hồ cá koi ấy, thì hồ mini các anh chị nên lắp. Còn những cái hồ từ trên 1 khối mấy trăm lít trở lên thì chẳng có cái cây sưởi nào mà các anh chị có thể chịu tiền điện các anh chị lắp được. Thế nên các anh chị không cần lo lắng về lúc này. Nếu các anh chị có cây sưởi muốn sắm thì hồ nhỏ các anh chị dùng, hoặc là khi cá bị bệnh nấm thì các anh chị có thể dùng để điều trị kèm với thuốc thì nó ok hơn. Nâng nhiệt độ lên 30-32 độ là ok. Còn lại anh chị không cần thiết để dùng đến cây sưởi. Đấy. Thứ hai nữa chúng ta cần chú ý đó là thức ăn cho cá. Thì trong cái thời gian này thì nếu như cái trời lạnh xuống thấp thì các anh chị nên cho ăn những cái sản phẩm từ tinh bột, và không nên cho ăn những cái thực phẩm ví dụ như cám có chứa quá nhiều protein, vì protein cao khiến cá nó chậm tiêu hóa. Và số lần cho ăn trong ngày cũng cần nên được giảm xuống, tùy với mức nhiệt độ thôi. Các anh chị cho ăn tầm 3 đến 4 lần trên một tuần nếu nhiệt độ từ 13 cho đến 16 độ.
Đấy. Thì tiếp theo là chỉ cho ăn từ 2 đến 3 lần một tuần nếu nhiệt độ nước chỉ còn từ 10 đến 13 độ thôi. Và chỉ cho ăn từ 1 đến 2 lần một tuần nếu nhiệt độ giảm hơn dưới 10 độ C. Đó. Và thứ hai nữa là khối lượng thức ăn thì cần phải giảm chỉ bằng 1 đến 4% khối lượng của cơ thể cá thôi. Đảm bảo cá koi có thể ăn đó cái thức ăn đó trong vòng 20 phút. Đó. Và nó hấp thu toàn bộ dưỡng chất trong thức ăn. Đấy. Ngoài ra nữa thì anh chị cần có những cái theo dõi nhiệt độ để dự báo cái thời điểm ấm nhất trong ngày để cho cá koi nó ăn, và cái thời điểm đấy là tốt nhất. Tốt nhất là những cái thời điểm mà tầm buổi trưa ấy, thì nhiệt độ nó lên cao thì các anh chị nên cho ăn. Và nghiêm chú ý đó là các anh chị cần phải chú ý một điều là không nên cho ăn vào buổi tối, và tuyệt nhiên không cho ăn vào buổi tối nếu như trời nó quá lạnh anh chị nhé. Đấy, thì ăn vào buổi tối thì cá koi nó hoàn toàn nó không thể tiêu hóa được, kể cả trong cái thời tiết bình thường cá koi nó cũng tiêu hóa rất là chậm nếu như các anh chị cho ăn vào buổi tối. Thế nên là các anh chị cần chú ý những cái điều này. Đấy là cái việc đầu tiên là cá koi khi mà trời lạnh thì các anh chị cần chú ý. Ok, tiếp theo là cá koi có thể chịu nóng ở cái nhiệt độ bao nhiêu, và nhiệt độ cao thì có ảnh hưởng đến cá không? Thì đối với cá koi ấy, thì nhiệt độ nước ở trên 30 độ C cũng được gọi là cao. Đặc biệt có những cái ngày mùa hè nắng nóng nó đạt ngưỡng trên 40 độ C ấy, thì ở đây cái quan trọng nhất là cái nồng độ oxy trong hồ cá giảm mạnh. Và nghiêm trọng hơn, nếu nuôi cá với mật độ dày thì cá nó thiếu oxy một cách trầm trọng. Cái mức độ oxy hòa tan trong nước nó thấp. Nếu như trong hồ của anh chị không trang bị những cái máy sủi oxy ấy, và cũng không có thác nước luôn ấy, thì các anh chị cần phải chú ý là các anh chị cần phải bổ sung ngay. Nếu không thì cái mức độ oxy giảm cá nó chỉ chịu được trong vòng từ 8 cho đến 10 tiếng là căng. Đấy. Nếu như các anh chị không xử lý kịp thì cá nó có thể bị mệt mỏi, ốm yếu. Và lúc này thì các anh chị có thấy là cá nó lười ăn và thiếu sức sống thôi. Đó. Và thứ hai nữa là thiếu oxy hòa tan trong nước thì khiến cá nó phải nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp. Đấy, đây người ta gọi là hiện tượng là cá nổi đầu. Và khi cá nó đớp quá nhiều không khí ấy, thì các anh chị sẽ cá nó sẽ mắc một cái bệnh, đó là bệnh bong bóng cá. Đấy, nó khiến cho cá nó không có thể cân bằng được, bong bóng quá to, dẫn đến bong bóng to lên thì lại chèn vào các nội tạng trong cơ thể của cá và gây bị xuất huyết và nhiễm nhiễm khuẩn. Đó, đấy là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là khi mà nước có nhiệt độ cao ấy thì cái độ pH nó sẽ cao lên, và cái độc tố ammonia có thể hòa tan trong nước từ dạng ít nguy hiểm nó tiến tới cái dạng cực kỳ độc hại, tức là từ NH4 cộng ammonium nó chuyển sang NH3 trừ, nó cực kỳ độc hại. Và khi mà cái NH3 này nó phát triển quá nhiều ở trong hồ mà nó không được giải trừ qua dàn Baki, cũng như là qua hệ thống lọc lên dàn Baki và xuống thác, thì nó gây cho cá nó bị nhiễm độc. Các anh chị cũng biết là ammoniac từ đâu rồi đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái điều mà các anh chị cần chú ý, là khi mà nhiệt độ cao thì các anh chị cần phải bổ sung cái sủi oxy trong hồ ngay đó, để giúp cho cá nó được thoải mái. Và khi cái độ pH nó cao ấy, thì các anh chị có ngay những cái biện pháp giảm cái độ pH xuống. Như Long đã nói ở rất nhiều những video khác, đó là chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm để giảm cái nồng độ pH trong nước. Ví dụ như là những cái chai API ấy, chúng ta có thể giảm ngay lập tức cái độ pH trong hồ xuống để giúp cho cá nó được thoải mái. Hoặc là các anh chị tốt nhất là khi các anh chị xây hồ mới và chuẩn bị hồ mới thì các anh chị nên cho nhiều nham thạch hơn, những cái loại như là sứ thanh hay đá lông vũ, để cái đá nham thạch ấy, các anh chị cho đá nham thạch nhiều ấy, thì giúp cho cái độ pH nó được cân bằng, được giảm cái độ pH xuống anh chị nhé. Và sau này cái hồ các anh chị đi vào ổn định rồi thì các anh chị có thể là bổ sung thêm những cái vật liệu lọc khác cũng được. Ok, đấy là cái chú ý khi cá nó chịu được nhiệt độ nóng hay không, và khi nhiệt độ cao chúng ta cần làm gì. Ok, và cuối cùng là cái cách xử lý. Khi vấn đề nó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thứ nhất là các anh chị phải trang bị đầy đủ máy sục khí oxy cho hồ, cho bể để đảm bảo cái công suất hoạt động phù hợp nước với hồ. Cái lượng oxy tối thiểu phải đạt 2,5 mg trên ml nước để cho cá nó được thoải mái. Hồ các anh chị xây thì nên thiết kế một cái thác nước, hoặc không có thác nước thì các anh chị có thể là thiết kế dàn Baki. Và trong hồ thì các anh chị khi chạy ống thì các anh chị nên chạy những cái ống nhỏ
để sau này chúng ta có thể bắt oxy vào trong hồ. À, thì các anh chị nên chuẩn bị trước, tránh sau này mà khi các anh chị xây hồ rồi các anh chị không có đường oxy, mà các anh chị phải đi cái đường oxy nổi, hoặc là các anh chị vứt một cái dây sủi oxy vào thì trông nó xấu, và lúc đấy thì các anh chị không thấy cảm thấy không thấy thoải mái, chứ cá nó không phải cảm thấy thoải mái. Lúc đấy cá nó có oxy nó thoải mái rồi, nhưng anh chị nhìn sẽ đang ngứa mắt đấy. Đấy, thì đấy là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai là khi trời quá nóng thì cho cá ăn không quá 2 lần một ngày. Ở nhiệt độ cao thì cá nó sẽ bị giảm cảm giác thèm ăn. Kể cả các anh chị cho ăn những cái loại cám như Aquamaster rồi vân vân, những cái loại cám khác nó có cái lượng lysine cao ở trong cám, nó giúp kích thích cá thèm ăn, thì khi nhiệt độ cao nó cũng giảm cảm giác thèm ăn. Như chúng ta cũng vậy thôi, nhiệt độ cao chúng ta chỉ muốn uống nước lạnh hoặc đi tắm thôi, chả ăn được đâu. Đấy. Cái thứ hai là cho ăn một lượng nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa của để giúp cho cá nó ở cái tình trạng sức khỏe tốt. Tức là sao? Lúc này các anh chị có thể trộn thêm sữa chua không đường, hoặc các anh chị có thể mua cái gói men vi sinh hoặc men tiêu hóa của người ấy, các anh chị trộn vào cám cho ăn. Hơn thế nữa là các anh chị hoàn toàn có thể là trong những cái thời tiết nóng như thế này, các anh chị có thể tạt thêm vitamin C cũng như là khoáng, giúp cho cá đã được tỉnh táo hơn cũng như khỏe mạnh hơn. Còn nếu như các anh chị không có điều kiện mua vitamin C bột cho cá cũng như là khoáng, vì các anh chị nuôi cá Việt bình thường, những cái hộp đấy nó quá đắt tiền, thì các anh chị có thể bổ sung bằng cái C sủi dạng viên màu trắng, thì nó ở tầm khoảng độ từ 35, 20, 35 cho đến 40 nghìn. Nó trong khoảng đấy nó được 20 viên, thì các anh chị có thể dùng được. Một tuần thì các anh chị với một khối nước thì các anh chị cho từ 1 cho đến 2 viên đấy vô thì nó sẽ rất là ok. Đấy, thì đấy là cái điều mà chia sẻ với anh chị. Cái tiếp theo nữa các anh chị cần chú ý là nếu như hồ của anh chị ở trong nhà thì không sao, nó có mái che. Nhưng nếu anh chị ngoài hồ lộ thiên, tức là ngoài trời ấy, thì nếu như mà hồ các anh chị to, nó tầm khoảng độ 7-80 khối nó thì không vấn đề. Còn nếu hồ các anh chị nhỏ thì các anh chị nên có những cái biện pháp, đó là che mái bằng cái lưới lan, hoặc là các anh chị có thể trồng cây bên cạnh hồ. Trồng cây thì ít hơn, tại vì là những cái mùa rụng lá nó sẽ rụng vào trong hệ thống lọc, nó làm thối nước, thì có rất ít người trồng những cái loại cây to ở cạnh hồ. Thường thì mọi người sẽ làm mái che nhiều hơn. Đó, thì đó là những cái chia sẻ với mọi người ngày hôm nay về cái việc là khi nhiệt độ thay đổi thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Từ cái việc sủi oxy cho đến cái việc cho ăn, cho đến cái việc là che chắn cho cá, rồi tăng cường sức đề kháng cho cá ra sao, thì đã chia sẻ với mọi người. Rất mong những kiến thức này sẽ giúp mọi người có thêm kinh nghiệm để cá của anh chị nó sẽ không bị lờ đờ hay nổi đầu lên mặt nước, hay là lần va lần vẩn khi mà thời tiết thay đổi. Ngoài ra thì có một cái chú ý nữa là các chị nên làm nước tốt trước khi mua cá. Có những người thì người ta làm nước từ 1 cho đến 2 tháng khi mua cá, để người ta mua những con cá Nhật nó đắt tiền. Nhưng mình thì nếu như các anh chị không có tiền mua những loại cá đắt tiền mà mua những em koi bình thường thôi, thì mọi người có tối thiểu nhất phải làm nước cho hồ cá trong vòng 2 tuần, tức là 14 ngày. Châm nước, châm vi sinh, rồi sủi oxy, dàn ba kia các thứ trong vòng 14 ngày để cho hồ nó thực sự ổn định cái hệ vi sinh, thì mình mới mua cá thả vô. Thì lúc đó thì nó sẽ có một cái phần giúp cho cá của anh chị nó khỏe mạnh. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ với anh chị ngày hôm nay. Rất mong là những kiến thức này sẽ giúp cho anh chị có được cái hồ cá nó chất lượng. Các anh chị hãy like, hãy đăng ký kênh, hoặc là có những câu hỏi gì các anh chị có hỏi, cứ hỏi, trong cái tầm hiểu biết thì Long sẽ chia sẻ với anh chị. Có thể kết bạn Zalo để chúng ta có thể trao đổi thêm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.